Vâng, thưa quý vị, trong tiểu mục đặc sản quê nhà ngày hôm nay thì sẽ đưa quý vị tới một mảnh đất được coi là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất tại miền Bắc nước ta. Nơi đây ở vị trí trung tâm vùng Tây Bắc trong lưu vực của sông Đà và sông Mã. Không chỉ có khí hậu cận ôn đới, đất ở nơi đây còn có hàm lượng mùn cao, cho ra nhiều loại cây ăn quả thơm, ngon, chất lượng cao, có tính đặc sản. Vâng, nghe Huy Hoàng giới thiệu thì tôi cũng đoán đây có lẽ là vùng đất Sơn La đúng không ạ? Và cái hình ảnh trên màn hình lúc này thì cũng cho tôi một cái suy đoán rằng là có thể ngày hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức những trái táo. Vâng, suy đoán của chị Hoa thì hoàn toàn chính xác. Xin được giới thiệu tới biên tập viên Quỳnh Hoa cũng như là quý vị khán giả. Đây chính là những trái táo đặc sản của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Và những trái táo ở đây thì quả thường khá là to này, rồi thì trông vỏ xanh bóng rất là bắt mắt, có vị ngọt đậm này, ăn thì giòn, vỏ mỏng được bà con rất là ưa chuộng. Không chỉ thơm ngon mà giống táo nơi đây còn cho năng suất rất là cao. Một gốc táo 3 tuổi có tới hơn một tạ quả, đem lại nguồn thu nhập lên tới cả 100 triệu đồng cho những người nông dân ở đây. Vâng, với rất là nhiều những cái ưu điểm như là Huy Hoàng vừa kể đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy rằng là những người nông dân ở đây đã làm như thế nào để có thể phát triển được thương hiệu cũng như là mang những trái táo đặc sản đến với những thị trường lớn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với những vườn táo tại bản Mai Tiên, Mường Bon, Sơn La để tìm câu trả lời. Khu vườn táo tại bản Mai Tiên, xã Mường Bon, Sơn La. Giống táo này được bà con trồng gần chục năm nay. Nhờ thích hợp với thổ nhưỡng mà những cây táo cho năng suất cao, vị thơm ngon nên được nhiều người ưa chuộng. Vì thế, thay vì trồng ngô sắn như trước kia, nhiều nông dân đã chuyển sang trồng táo để có nguồn thu nhập cao hơn. Thì chất lượng của nó to, mà chín thì nó màu hơi hanh vàng, mà quả nó ăn chất lượng hơn, mà ra thị trường được dân ưa chuộng hơn. Quả rất là đẹp quả, và cái táo này nó có ưu điểm, nó là vùng Sơn La này, là nó hợp. Và nó chín đúng vào dịp Tết nên bán được giá. Ngoài việc nâng cao chất lượng, sạch hóa nông sản, anh Khỏe dự định đưa cây táo trở thành cây ăn quả hàng hóa, tuân thủ theo quy trình sản xuất Việt Gáp. Bên cạnh ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm, anh Khỏe còn tự chế giàn dựa cho táo, vừa tiện cho việc thu hoạch lại tránh được sâu bệnh. Nhờ đó, những trái táo của vườn anh to hơn hẳn so với canh tác truyền thống. Mỗi quả nặng đến 200 gram, khoảng 6 đến 4 quả táo được 1 kg. Lớp vỏ táo mỏng có màu xanh bóng rất bắt mắt, bên trong có vị ngọt đậm, ăn giòn và không hề bị xốp. Do không có sự tác động của hóa chất nên táo Sơn La còn rất sạch, an toàn cho sức khỏe của người trồng và cả người tiêu dùng. Gia đình đều về bảo vệ an toàn về sản phẩm, có bên quản lý nhà nước về cơ quan an toàn đo lường chất lượng là đến kiểm định, kiểm tra về mẫu mã và chất lượng quả. Rồi là an toàn thực phẩm. Nhờ cách chăm sóc đúng quy trình, mỗi năm năng suất táo một tăng cao. Với 50 gốc táo trên 600 mét vuông đất, ngay năm thu hoạch thứ hai, anh thu về 5 tấn quả, đem về nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Nhưng mà năm nay do cái khâu kỹ thuật mình chăm sóc chú trọng vào nó, như vườn táo thì như chú biết đấy. Mức táo là có 50 cây của nhà thì nó trên khoảng 5 tấn táo. Với cái giá cả thị trường như bây giờ đang đổ bán lẻ là 30 mà đang đổ 28 thì thu nhập vườn táo này nó đưa khoảng tầm trừ chi phí đưa khoảng tầm 100 triệu. Đến nay, toàn tỉnh Sơn La hiện có trên 165 hectare trồng táo, sản lượng quả đạt trung bình trên 680 tấn một năm. Nhờ đó, những vườn táo sai chĩu quả đang trở thành một trong những cây trồng chủ lực của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế bền vững, giúp người dân thay đổi cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương của mình. Tưởng chừng là trên đất dốc thì sẽ khó có thể trồng được những cái loại cây trái ăn quả. Thế nhưng mà qua bàn tay khéo léo của những người nông dân như là anh Khỏe thì những trái táo ở Sơn La đã phát huy được những giá trị của mình và trở thành loại cây trồng chủ lực giúp cho bà con nơi đây có thể phát triển về kinh tế cũng như là đổi đời nhờ loại đặc sản của quê hương mình. Thưa quý vị, cứ đến thời điểm này hàng năm thì vùng đất Púng Luông, tỉnh Yên Bái lại bước vào mùa thu hoạch ngô. Mỗi mùa thu hoạch nơi đây lại rực lên sắc vàng no ấm. Những đồi ngô bạt ngàn mang lại thêm nguồn lương thực để chăn nuôi, góp phần ổn định cuộc sống cho những người dân ở đây. Trên những thửa ruộng bậc thang, không khó để bắt gặp những bà con nông dân đeo gùi đi hái ngô.
À, vâng, và có lẽ là cái hình ảnh mà ấn tượng nhất đối với chúng ta đó là những cái sắc vàng đúng không ạ? À, phủ kín đồng ruộng trên những cái cánh đồng của bà con trồng ngô, và chắc là giờ thì cũng đang chờ để được thu hái. Và cùng với đó chính là cái không khí hối hả của những người nông dân thay nhau đi hái ngô và niềm vui trên những nét mặt khi mà có một cái mùa hoạch bội thu như vậy. Vâng, và chỉ cần bao nhiêu những cái hình ảnh đó thôi cũng làm cho chúng ta cảm thấy là những cái vất vả, những mệt nhọc có thể là sẽ được xua tan đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, đâu cần những công trình được xây dựng cầu kỳ mà những luống ngô vàng ươm trong nắng cũng đã tạo nên khung cảnh đầy cuốn hút, khiến lòng người phải say đắm rồi, trở thành điểm nhấn trong bức tranh cảnh sắc quê hương. Vâng, và sắc vàng trên những luống ngô Búng Luông cũng đã kết thúc chương trình Nông thôn Chuyển động của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.